phía đằng xa kia là các thành viên của đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn chưa xuất hiện ở sân Bung Karno. Cho đến thời điểm này có lẽ là ông đang ở trong đường hầm. Và ngay lúc này đây thì mình đang có mặt tại cổng số 61 và 62 của sân Gelora Bung Karno. Các cổ động viên của Indonesia đang lần lượt xếp hàng vào sân để tiếp lửa cho thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong. Cả nhà có thể thấy rất là đông người hâm mộ đang lần lượt rủ nhau vào trong sân. Thật sự là rất là đông cả nhà. Mình cũng không rõ là cổ động viên của Việt Nam thì sẽ ở khu vực khán đài nào. Ở đây thì rất là dễ dàng để nhìn ra là cứ khoảng 10 mét vuông thì có khoảng 2-3 cảnh sát. Một trận đấu mà an ninh được thắt chặt tới nóc như thế này thì làm gì có khả năng cao là sẽ xảy ra bạo động được các bạn. Chẳng có ai dại dột để ra sân rồi để phải vô lên phường uống trà cả. Đó, lực lượng an ninh nè, ngồi một rừng ở đây nè. Đó, chưa đến giờ triển khai thôi mà họ đã đông vui như thế này rồi. Còn những cái hình ảnh này thực sự là nóng cho một trận cầu, rất là nóng. Bây giờ đã là 15:20 rồi. Chuẩn bị có danh sách các thành viên của đội tuyển Việt Nam thì đã đến sân và chuẩn bị ra để khởi động. Nhiệt độ lúc này ngoài trời là 34 độ C. Nắng hơn cả lúc nãy mà mình đến nữa. Như mình cũng đã chia sẻ rồi là khoảng tầm 15:30 thì cổ động viên sẽ bắt đầu vào sân. Và như những gì mà cả nhà cũng thấy, họ đang xếp hàng rất là đông. Sorry. Các tình nguyện viên thì rót sẵn những cái ly nước này, có lẽ là để tiếp nước cho khán giả chăng. Rất là chu đáo. Cửa này có vẻ vắng khán giả nè. Dành cho phóng viên truyền hình cũng như là phóng viên viết thì sẽ lên ở cửa này. Còn với phóng viên ảnh bọn mình thì sẽ đi ở khu vực phía đằng xa kia. Đây là khu VIP rồi. Đó, cũng giống như chúng ta thôi. Đến là phải check in, chụp hình. Các tình nguyện viên, các hướng dẫn viên liên tục hướng dẫn người hâm mộ đi vào đúng cửa, đúng khu vực. Mình đi gần một vòng rồi vẫn chưa thấy cổ động viên Việt Nam ở cửa nào cả. Đó, cũng có rất là nhiều anh em đồng nghiệp, đó, tác nghiệp, anh em bên Indo này. Rồi. Đã tới khu vực dành cho truyền thông. Quên mất không đeo thẻ là cái thẻ của mình bị che nên là an ninh họ phải kiểm tra coi có đúng là thẻ phóng viên hay không thì mới được vào, chứ không phải muốn đi đâu thì đi. Đó,
Trời ơi, báo chí đến đông quá, anh em quá trời luôn. Hello cả nhà, như vậy là mình đang có mặt tại sân Gelora Buncarno và lúc này thì mình đã có danh sách 11 cầu thủ đá chính của đội tuyển Việt Nam ở cuộc đối đầu với Indonesia. Trong đó có hai sự thay đổi so với trận mở màn gặp đội chủ nhà Lào. Đó là Vũ Văn Thanh thay thế cho Hồ Tấn Tài và Bùi Tiến Dũng thay thế cho Nguyễn Thành Trung. Còn lại thì các vị trí khác đều là những gương mặt quen thuộc như là thủ môn Đặng Văn Lâm, Đỗ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tiến Linh, Hoàng Văn Đức. Xin chia sẻ với cả nhà. Chúng ta có thể thấy sân Gelora Buncarno rộng lớn đến như thế nào. Lúc này thì các thành viên của đội tuyển Việt Nam đã bắt đầu ra sân để khởi động. Đằng xa kia là các thành viên của đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn chưa xuất hiện ở sân Buncarno. Cho đến thời điểm này có lẽ là ông đang ở trong đường hầm. Còn một tiếng đồng hồ nữa thôi thì trận đấu sẽ diễn ra và ở khu vực phía này sẽ là nơi các cổ động viên của đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Các cổ động viên Việt Nam thì sẽ ngồi ở khu vực ghế VIP bởi nơi đây sẽ có lực lượng bảo vệ dày hơn. Cả nhà có thể thấy dàn mô tô đi hộ tống đội tuyển Việt Nam cũng rất hùng hậu. Hello, ngoài đồng biết xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Hiện tại là mình đang có mặt ở bên ngoài sân Gelora Buncarno và bây giờ mình sẽ tranh thủ đi tìm cái khu vực mà di chuyển của các thành viên đội tuyển Việt Nam để ghi lại hành trình rời khỏi sân Buncarno của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Và bây giờ thì let's go thôi. Như vậy là trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia đã khép lại với kết quả hòa 0-0. Trận bán kết lượt đi đã không thể phân định được thắng thua và cũng không có bàn thắng nào được ghi. Các cổ động viên của đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay chỉ có ít ỏi hơn 50 người mà thôi. Tuy nhiên là người hâm mộ cũng đã tiếp lửa hết mình cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo và nhận được những lời cảm ơn đến từ các thành viên của đội tuyển Việt Nam. Vâng, huấn luyện viên Park Hang-seo ông đang gọi các cầu thủ đi vào khu vực cabin. Lúc này thì các thành viên của đội tuyển Việt Nam cũng đã bắt đầu di chuyển ra khu vực ngoài sân để bắt đầu lên xe. Ở trong vòng vây của lực lượng an ninh rất dày đặc. Ở phía ngoài có cả xe mô tô của cảnh sát để bảo vệ cho các thành viên của đội tuyển Việt Nam chúng ta. Như vậy là xe chở các thành viên đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển trước, trong khi là xe chở Indonesia sẽ lên sau. Và cả nhà có thể nhìn thấy các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã lần lượt di chuyển lên trên xe. Trong khi đó thì trợ lý Lê Huy Khoa đang đứng ở khu vực bên ngoài. Văn Thanh, Tuấn Anh, Văn Toàn. Vâng, một sự cố gì đó. Đã có một sự cố gì đó liên quan đến chiếc xe bên cạnh. Trong khi đó thì các thành viên của đội tuyển Việt Nam vẫn đang liên tục di chuyển lên trên xe. Ở đằng xa khá là mờ.
Malaysia đã di chuyển trước và có rất là đông người hâm mộ đang chờ đợi. Rất đông người hâm mộ Indonesia thì họ vẫn đang chờ. Lực lượng mô tô thì cũng đang chờ để hộ tống đội tuyển Việt Nam. Còn vấn đề gì mà anh Tuấn trưởng đoàn lại di chuyển xuống một xe nhỏ, có lẽ là đã full chỗ nên là rồi. Như vậy là chiếc xe chở các thành viên đội tuyển Việt Nam cũng đã di chuyển ra khỏi khu vực sân Gelora Bung Karno và các thành viên của đội tuyển Việt Nam cũng vẫy tay để chào người hâm mộ Indonesia. Vâng, cả nhà có thể thấy dàn mô tô đi hộ tống đội tuyển Việt Nam cũng rất hùng hậu. Ok. Ok rồi cả nhà ơi, như vậy là đã xong phần ghi hình về hành trình rời khỏi sân Gelora Bung Karno của các thành viên đội tuyển Việt Nam. Hello cả nhà, như vậy là cả nhà vừa mới xem xong cái hành trình rời khỏi sân Bung Karno của các thành viên đội tuyển Việt Nam rồi đó. Bây giờ thì ở trong khuôn viên ở phía ngoài sân Bung Karno vẫn còn rất là nhiều cổ động viên, họ vẫn chưa về. Chủ yếu là có lẽ là bây giờ nếu mà có đi ra ngoài thì cũng bị kẹt xe, tại vì nguyên cái công viên này khi mà diễn ra các cái trận đấu thì bao giờ cũng vậy, sẽ có rất là nhiều xe hơi đậu xung quanh ở khu vực này, và vì vậy mà để rời khỏi sân ngay lập tức là điều không thể. Có lẽ vì vậy mà các cổ động viên thì họ nán lại, họ ăn uống luôn, chờ đến tối vãn hết rồi thì họ mới quay trở về. Xung quanh mình cả nhà có thể thấy là rất là nhiều cổ động viên, đúng không? Nay thì chỉ có khoảng hơn 50 cổ động viên Việt Nam đến sân Bung Karno mà thôi. Có lẽ là các kiều bào mà đang sinh sống ở Việt Nam thì họ tranh thủ ra sân để tiếp lửa cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Một kết quả hòa 0-0 có thể nói là mang lại sự hài lòng cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Chúng ta sẽ có 3 ngày để chuẩn bị tái đấu với Indonesia ở trận bán kết lượt về. Ở cả nhà cũng có thể thấy còn rất là nhiều người hâm mộ. Vậy là cả nhà cũng đã vừa mới xem xong một cuộc so tài rất là thú vị, và mình cũng xin chia sẻ là chiều ngày mai thì lúc 14 giờ đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ đáp chuyến bay từ Jakarta quá cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 18 giờ và sau đó sẽ tiếp tục nối chuyến từ thành phố Hồ Chí Minh di chuyển về thủ đô Hà Nội. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ nghỉ ngơi và vào ngày 8 tháng 1 thì sẽ tiếp tục bước vào buổi tập tiếp theo để chuẩn bị cho trận bán kết lượt về với Indonesia diễn ra trên sân Mỹ Đình. Buổi tập của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trên sân Mỹ Đình sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 8 tháng 1. Rất là cảm ơn cả nhà đã đồng hành cùng với Vlog Ngoài Đường Pit trong toàn bộ hành trình tác nghiệp tại Indonesia, và hy vọng rằng đã mang đến cho quý khán giả nhiều thông tin hay, hấp dẫn và thú vị. Mình đang ngồi cùng với những anh em đồng nghiệp ở bên ngoài khuôn viên của sân Gelora Bung Karno. Một chút nữa thì sau khi hoàn thành công việc thì quay trở về lại khách sạn, chúng ta sẽ cùng với nhau trò chuyện trên Vlog Ngoài Đường Pit. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Bye bye.